Trong video này, một số bạn có hỏi mình về cách thay thế IC nguồn xung hoặc là IC dao động của bông led driver. Các bạn hỏi mình á, cái con IC 8 chân nè các bạn. IC dao động 8 chân này các bạn. Nó có thể thay thế cho mình tìm trong các bạn đó tìm trong cái mấy cái bo cục sạc điện thoại di động á. Các bạn hỏi cái IC này á, có thể thay thế sạc qua sạc lại cho nhau được không nha. Rồi các bạn quan sát cho mình đó. Thứ nhất á, nó sẽ có hai loại, một loại là đầy đủ từ 1 đến 8 chân, một loại là có loại IC là khuyết chân số 7 nha các bạn. Đây là các bạn quan sát cho mình nha. Đây là bông led driver. Các bạn nhìn thấy không? Cái chân số 7 á, nó bị khuyết nha các bạn. 1 2 4 nè, dấu chấm là chân số 1 ha. Cái IC này nó bị khuyết chân số 7 nha các bạn. Đây là bông led driver ha. Còn như có những bông led driver nó có đầy đủ 8 chân luôn nha các bạn. Nó không thiếu chân nào hết nha. Đây, 4 chân đai trên và 4 chân dưới nha. Rồi các bạn đi so sánh với cái IC. Đây là IC dao động của cục sạc điện thoại di động nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó cũng có 8 chân luôn, nhưng mà có cái này là khuyết chân 7 nha các bạn. Các bạn. Rồi, ở đây á. Đây là một số mạch nè các bạn. Cái này cũng là mạch sạc điện thoại di động luôn nha. Cái này là còn nguyên từ 1 chân 1 đến 8 nha các bạn, không bị khuyết chân 7 nha. Thì nó IC này nó cũng có hai loại nha các bạn. Nó giống như cái bo nguồn led driver của mình. Các bạn đó nhìn hình dáng hai con IC này các bạn. IC này nó giống nhau. Giống với cái bo nguồn led driver này nè. Cái hình dáng tương đương nhau luôn nha. Mà các bạn không chú ý đến cái mã số của IC, mà các bạn có thể nói là từ cái IC này nè, IC của cái mạch sạc nè, có thể thay cho IC nguồn led driver được không? Câu trả lời của mình là không nha các bạn. Ở đây mình sẽ nêu ra một số nguyên nhân chính, lý do chính ha. Đây nè các bạn, ở đây mình sẽ liệt kê hai bên ha. Một phần là mạch nguồn led driver nha các bạn, và cái hai là mạch sạc điện thoại di động. Cái mạch sạc điện thoại di động này á, nó hoạt động theo nguyên tắc nguồn xung nha bạn. Cái là nguồn switching, có nghĩa là nguồn ngắt mở ha. Cái này á, cái mạch bên nguồn led driver á, nó cũng ngắt, cũng nó không hoạt động liên tục nha bạn, nó cũng ngắt mở nha. Nó dùng con MOSFET bên trong á. Ở đây thứ nhất á, cái mạch nguồn led driver nè các bạn. Đây là một cái nguồn mạch nguồn không cách ly nha các bạn. Mạch nguồn không cách ly là sao? Nó trực tiếp từ cái nguồn sau chính lưu, cái nguồn 220V đi vào nha các bạn. Cái con qua con cầu đi ốc chỉnh lưu nè các bạn. Nó đi trực tiếp đi thẳng luôn nha các bạn. Ở đây lúc trước mình có vẽ ra một số sơ đồ. Đây là các bạn. Cái sơ đồ này là sơ đồ mình vẽ từ trong cái bo mạch nguồn led driver ra ha. Các bạn thấy không? Cái nguồn B cộng á, cái bờn B cộng là cái nguồn sâu chỉnh lưu, cái áp sâu chỉnh lưu của mình. Rồi nó đi thẳng trực tiếp nha các bạn. Đi là từ B cộng là đến tải luôn nha các bạn. Tải là cái một dãy led, là cái module led nha các bạn. Đây là cái nguồn của cái led driver. Đây là cái nguồn không cách ly nha các bạn. Còn cái nguồn của cục sạc điện thoại di động á, nguồn switching này á, là nguồn cách ly. Dùng biến áp xung nha các bạn. Các bạn nhìn trên đây nè. Đây cái bo sạc nha các bạn. Cái bo sạc này là cái này là cái biến áp xung nha các bạn. Biến áp xung này có 6 chân, 3 cuộn dây. Thứ nhất là một cuộn sơ cấp, thứ hai là một cuộn hồi tiếp, thứ ba là cuộn thứ cấp nha các bạn. Là 3 cuộn dây. Đây nè các bạn. Cái cục sạc điện thoại đa phần là thường là biến áp xung hết nha các bạn. Nó sẽ có 6 chân ha, 3 cuộn dây.
Mà tại sao ở đây mình sẽ nói về cái nguồn sạc điện thoại, nguồn switch này là nguồn cách ly. Cái cách ly này nhờ biến áp xung này nha các bạn. Ở đây mình đây là cái biến áp xung nè, cái cuộn này cuộn sơ cấp nha các bạn. Cuộn này bên này bên sơ cấp ha, bên này bên thứ cấp nha các bạn. Thứ cấp á, thì nó đây là mình giả sử đây cái xung là xung vuông nha các bạn. Nó đi vào đây nè. Qua cái cuộn sơ cấp nè, nó cảm ứng điện từ qua cuộn thứ cấp, một dòng điện nó chạy qua đây á thì sẽ có một dòng điện cảm ứng chạy qua cuộn thứ cấp. Từ đó nó qua một con diode. Một con diode chỉnh lưu. Cái phần hai phần này, phần sơ cấp và sơ cấp này nó tách biệt nhau nha các bạn. Nó dùng từ trường ha, nó tách biệt nhau chứ nó không có nó dính liền. Nó liền mạch như cái mạch nguồn led driver này nè. Cái này nó đi thẳng luôn nha các bạn. Đi thẳng nó không ấy. Còn cái này là không cách ly nha các bạn. Mạch nguồn led driver không ly. Còn cái mạch nguồn switching á là mạch nguồn cách ly nha các bạn. Cái con diode này á nó chỉnh lưu. Đây là cục sạc nha các bạn. Cục sạc điện thoại nha. Các bạn nhìn thấy để ý cái phần thứ cấp đó các bạn. Nó sẽ có một con diode nè. Cái này con diode nó dán SMD nha các bạn. Rồi nó sẽ qua cái tụ lọc nguồn. Cái tụ lọc nguồn đây nè các bạn. Để cho ra cái áp VL nó ra. VL nó ra nó rơi một khoảng, nếu mà cục sạc điện thoại á, nó sẽ nằm một khoảng 5, từ 5 đến 5.6V DC nha các bạn. Còn nó đối với những cái nguồn mà nguồn switching qua adapter của cái mấy cái modem wifi hay là gì á, nó có thể lên khoảng 9V hoặc 12V DC luôn nha các bạn. Đây là cái con diode nè, diode chỉnh lưu nè. Như vậy á, là cái khác biệt đầu tiên của nó giữa hai cái mặt nguồn này nè các bạn. Nó hoạt động như cái nguồn này nguồn cách ly và nguồn không cách ly. Đây là sự khác biệt đầu tiên nha các bạn. Mặt nguồn điện thoại. Cái thứ hai á, lúc trước á mình đã nói về cái IC mà sử dụng trong bao nguồn led driver. Những IC này các bạn, IC 8 chân nè. Bao nguồn led driver nó dùng IC gì? Ở đây mình sẽ dùng một số IC thông dụng của cái đèn led nè các bạn, IC nguồn led driver. Như con BB2857D nè, BB2866D hoặc là BB2833D. Một số này các bạn. Hay như CL1502. Mấy IC này á, các bạn có thể tra cứu thông tin trong datasheet nha các bạn. Các bạn lên Google các bạn search á, gõ cái mấy cái mã số ra mà các bạn gõ datasheet á, là các bạn có thể tra cứu được cái mấy cái thông số của nó như điện áp làm việc nè, rồi cái cường độ dùng điện mức nè, rồi cái công suất của nó luôn nha các bạn, của từng loại IC nha. Mỗi IC là đều khác nhau hết nha. Ở đây mình sẽ lấy tượng trưng mấy con IC là BB2857D. Nè, cái con IC hay sử dụng con bo nguồn led driver nha các bạn, là cái con BB2857D. Ở đây đó, con IC này các bạn nhìn thấy bên đây trong đây không? Hôm trước mình đã giải thích nguyên lý hoạt động của nó. Bên đây là nó sử dụng con MOSFET nha các bạn. Nó tích hợp con MOSFET bên trong á. Là chân 5, chân 6 á là chân D của con MOSFET nha các bạn. Còn chân 7, chân 8 á, có thể chân 7 á, nó nối với chân 8 là cái chân CS. Cái cực S của MOSFET nha các bạn. Nói chung là cái con IC này nó tích hợp MOSFET bên trong. Ngoài ra cái chân số 1 của nó đa phần là nó nối mát nha các bạn. Nó nối mát chân số 1 nè. Còn cái chân số 4 của nó là VCC, cái là cái nguồn cung cấp cho IC này nó hoạt động. Còn cái chân số 3 là 1 là nó NC là no connect hoặc là nó để trống luôn nha các bạn. Chân số 3 của IC dao động nè. Còn cái đây á, bên cục sạc điện thoại nè các bạn. Nó sẽ ở đây mình sẽ lấy tương tự nha các bạn. Thì nói chung là mỗi hãng sản xuất đi cục sạc điện thoại á, nó sẽ có những cái IC khác nhau. Ở đây như cục sạc này á, cục sạc này các bạn có thể tìm kiếm là cái IC 8 chân nè các bạn. Con IC này các bạn, IC dao động cũng là IC dao động luôn nha các bạn. Nhưng mà nó dùng cái mã số khác, có là S911A IC này nè. Nên về cấu tạo á, là hai IC này tuy bề ngoài á, nó giống nhau,
bạn thấy không? Là hai IC này nè, tuy bề ngoài nó giống nhau nhưng thực chất á là cái mã số nó khác nhau và cái cách thức hoạt động của hai IC này khác nhau hoàn toàn. Nên đây là cái cách mà các bạn không thể thay thế cho nhau được nha các bạn. Không thể thay thế sàn qua sàn lại hai IC này được nha. Thế thì mình sẽ phân tích cái con IC S911A nó có tác dụng gì nha các bạn. Ở đây á, cái con IC này này nè các bạn, nó là sự phát triển là tích hợp của cái mạch mạch nguồn này nè, mạch sạc cũ nè các bạn, mạch sạc đời cũ ha. Ở trên đây các bạn nhìn thấy nè, có hai con chánh to. Một con chánh to tạo dao động nha các bạn, rồi một con chánh to kích xung. Cái con này là 13001 hoặc 13003 ha, cái dòng là 1 hoặc 3 ampe nha các bạn. Ở đây các bạn thấy gì? Cái dùng IC này các bạn, nó sẽ không yêu cầu cái mạch ghép quang. Mạch ghép quang là gì? Cái mạch ghép opto nha các bạn. Mà các bạn nhìn thấy trên mạch nè, nó có một con linh kiện 4 chân nha các bạn. Cái này là con opto, cái là photo quang nha các bạn, photo quang hay là dioxide quang á. Bên trong nó sẽ gồm một con như một con led phát quang và một con chánh to thu nha các bạn. Chánh to mà nó bị khuyết cái chân B á, nó thu ha. Các bạn muốn biết thêm chức năng về con opto, các bạn có thể lên Google các bạn search ha, search chức năng được cái cấu tạo bên trong của con opto này như thế nào nha các bạn. Đó là nguồn xung dùng cho cục sạc cũ nha các bạn, nó cần phải có con opto này nè. Còn đối với cái cục sạc đời mới nè các bạn, mấy cái giờ nó cải tiến á, thì nó sẽ không dùng con opto này nữa. Các bạn nhìn thấy trong mạch á, nó không có con opto nha các bạn, mà sẽ dùng một con IC này. Mà IC này có nó chức năng nó không cần cái mạch ghép quang này nè. Thêm vào đó nó sẽ không cần cái mạch điều khiển thứ cấp nha các bạn. Còn cái phương pháp mà nó điều sử dụng là nó điều chế tần số xung PFM. Cái PFM này được viết tắt từ Pulse Frequency Modulation, có nghĩa là Pulse là xung nha các bạn, FF là tần số rồi Frequency, còn Modulation là điều chế. Có nghĩa là cái phương pháp này sẽ dùng nó sử dụng phương pháp cái điều chế tần số xung nha các bạn. Đây là cái mạch nè các bạn, cái tần số xung này á, cái xung nó dao động nha các bạn. Ở đây nó quy định như thế nào? Nó quy định là số lần dao động trong một giây. Ví dụ như các bạn á, cái tần số của bạn điện lưới nhà xài 50Hz á, là nó 50Hz đó, có nghĩa là cái số lần dao động của nó là 50 lần nha các bạn trong một giây. Còn cái này á, nó sẽ thay đổi cái tần số dòng vào cái cuộn sơ cấp nè các bạn. Từ cái cuộn khi mà có dòng điện đi vào cuộn sơ cấp á, thì nó cảm ứng qua cuộn thứ cấp, nó sẽ thay đổi luôn nha các bạn. Nên cái dòng mà dòng thứ cấp á, nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng điện vào cuộn sơ cấp. Nên ở đây mình sẽ nói cơ bản nha các bạn. Còn các bạn mà nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề điện tử á, kỹ thuật điện tử á, thì các bạn có thể lên Google các bạn tìm cái mấy cái phần giáo trình hay là cái lý thuyết và cái điều chế tần số xung này nha các bạn. Nên mình sẽ không nói chuyên sâu về vấn đề này nữa. Cái vấn đề tiếp theo của đó là bên trong cái con IC này các bạn, S911A á, nó sẽ tích hợp con triode nha các bạn, triode công suất cao ha. Cái triode này á, giống như một cái đèn ba cực nha các bạn, giống như cho nó có chức năng giống chân to á, đèn ba cực ha. Nó cũng khác biệt hơn so với hơi khác biệt hơn so với cái loại đèn MOSFET này nha các bạn. Mấy con này á các bạn, mấy con triode này á, nó có đại công suất thì các bạn cứ hình dung á, giống nó cái transistor nha các bạn. Nó sẽ có một cực điều khiển những chân B của chân to
Còn ở đây á, cái có đối mạch nguồn LED driver này á, dùng con MOSFET bên trong. MOSFET là con chơi store trường nha các bạn. Muốn đi sâu chi tiết và lý thuyết á, thì các bạn cứ lên mạng các bạn search cái cách thức hoạt động của MOSFET nè, hoặc là cách thức hoạt động của triode, hoặc là chán to như BCT nha các bạn. Rồi các bạn xem so sánh nè. Ở đây mình sẽ không nói về lý thuyết nữa, mà mình nói về trực tiếp từ trong mạch luôn nha các bạn. Tại vì á, trong mạch này nó dùng hai con IC. Tuy cái hình dạng của nó, các bạn nhìn thấy không? Hình dạng của nó nè, nhiều khi có dùng một cái con IC dao động nữa các bạn. Cùng là IC dao động ha. Loại 7 chân có khuyết chân 7 hoặc là còn nguyên chân 7. Nhưng mà cái mã số của IC nó hoàn toàn khác nhau, và cái cách thức hoạt động của nó khác nhau. Nên ở đây các bạn không thể mà nào mà thay dùng cái IC này nè, mà thay cho IC này, hoặc là dùng IC này mà thay, nói chung sàn qua sàn lại với nhau được. Mà các bạn muốn đúng vậy á, các bạn phải dùng cái IC loại tương đương nha các bạn. Giống như cái IC đèn LED nè các bạn. Nè, có con 2857 nè, 2866 nè, hoặc là con 1502 nè. Các bạn muốn thay cái con IC của IC đèn LED driver, các bạn dùng tìm cái con IC tương đương cho mình nha. Đúng cái mã số của nó, hoặc là các bạn không biết thì các bạn lên Google các bạn search tra datasheet cho mình. Mới có con loại này nè, con này thông dụng nè các bạn. Hoặc là loại này thông dụng nè. Thì các bạn xem tra tương đương nha, chứ bạn không thể nào mà lấy cái con IC của cái cục sạc điện thoại di động mà các bạn sàn qua cái con mạch nguồn LED driver được nha các bạn. Hoàn toàn sai nha các bạn. Rồi cái chức năng từng chân á, nó sẽ khác nhau luôn. Nhưng mà nói ví dụ ở đây nha các bạn. Ở đây cái mạch nè, chân số 1 á của bo nguồn LED driver nha, mình đang nói về cái mạch này nha. Là chân số 1 á là chân mát, chân số 4 là chân VCC cấp nguồn cho IC nha các bạn. Tuy nhiên á, đối với cái IC này các bạn, cái cấu tạo nó hoàn toàn khác ha. Chân số 1 không thể là, có thể không phải là mát nha các bạn. Còn chân số 4 á, các bạn muốn biết chi tiết á thì các bạn lên tra datasheet nha. Còn đối với mạch này nè các bạn, cái chân số 3 của IC này các bạn là chân NC, là no connect, không kết nối nha các bạn. Còn đối với này các bạn nhìn thấy không, đây là dấu chấm nè. Đây là chân số 7 nè, khuyết chân 7 nè. Nhưng mà chân số 3 nó sẽ nối với con đường trở nha các bạn. Là cái này chân kết nối của nó. Nên chứ hoàn toàn cái cấu tạo hai IC này á hoàn toàn khác nhau nha. Như vậy nó tóm lại nha các bạn, là các bạn không thể nào mà thay dùng cái IC của cái con nguồn LED driver này, hoặc là cái cục sạc này nè các bạn, cục sạc điện thoại di động nè, hay IC này có thể thay lẫn lộn cho nhau được nha. Mà các bạn dùng, nếu các bạn tìm không ra IC, các bạn dùng IC tương đương cho mình nha. Tại vì chức năng của từng IC nó có một chức năng riêng khác nhau, rồi cái cấu tạo chân bên trong nó cũng khác nhau hoàn toàn, nên các bạn không thể thay sàn qua cho nhau được. Mặc dù á, cái hình dáng bên ngoài nó hoàn toàn giống nhau nha các bạn. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để comment lại dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.